90% người dùng Excel không biết cách làm này. Ví dụ cộng thêm cho 100 thì kết thúc bằng Ctrl Shift Enter, thì tất cả các ô khác đều cộng cho nó thêm 100 nữa, rất là nhanh chóng. Công thức mảng trong Excel ứng dụng để làm gì? Ví dụ tính mảng của chương Web Body bằng, chúng ta chỉ cần lấy cái dòng này và chúng ta nhân cho cột là nó sẽ tự động tính cho chúng ta như một vùng luôn. Nhưng lưu ý kết thúc hàm bằng phím Ctrl Shift Enter các bạn nhé, thì tự động tính được dữ liệu trong cái vùng của chúng ta. Vừa rồi nó sẽ tự động lấy cột và nhân cho dòng thì ra được kết quả cho từng ô các bạn. Đó là một trong những ứng dụng của công thức mảng trong Excel mà không phải ai cũng biết. Và đặc biệt khi cần sửa, các bạn chỉ cần sửa dữ liệu của một ô thì nó sẽ tự động cập nhật cho tất cả các ô còn lại. Ví dụ cộng thêm cho 100 thì kết thúc bằng Ctrl Shift Enter, thì tất cả các ô khác đều cộng cho nó thêm 100 nữa, rất là nhanh chóng. Vậy muốn sửa chúng ta nhớ xóa sửa phải bôi đen hết và xóa thì mới được các bạn nhé.